지난달까지 신입 3명 나갔어요. 선배 견디기 힘들다고. 요즘 애들 약해 빠져가지고 그래. 저 진짜 이혼팀 신입 맞나요? Congrats! 뭘 그렇게 쳐다봐? 생각한 입증 방법이 그게 다야? 뭐 정의의 사도야? 사회복지사야? 저만 믿으세요. 저만 믿으세요? 다시 지옥으로 들어가서는 안 되죠. 혼내줘야죠. 마음에 드는데? Cộng sự hoàn hảo. Đón xem thứ 6 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 21:30 trên ứng dụng K+, 22:00 trên kênh K+ Cine, bắt đầu từ ngày 12 tháng 7. Phim phát song song với Hàn Quốc, sớm nhất và duy nhất trên K+.